chưa xài luôn á, còn đẹp, để lâu thôi. Chà, còn xi già vàng luôn à. Đẹp ghê không? Này là khỏi mất công đào sới từng nhọc. Ờ. Thôi đâu rồi, cái kéo rảnh nước rồi, con này bự quá nè, con này như chiếc thuyền nè. Máy nó rảnh đường nước nha. Của nó tính ra để lâu mà mấy cái này của nó không xét á. Ờ, à, không xét, mà để mà mưa nắng không á. Nhắn đồ, bỏ nó bền. Dạ, dạ, thử thôi từ con luôn. Một con chạy rồi. Hai con nó hơi. Chạy chắc rồi. Dạ, chiên rút. Ba con nó hơi. Bốn con có hơi. Cái này chạy hết. Con này tuôn đồ dịch dịch. Tuôn dịch dịch. Bao có hơi, xuống cứ xuống đây. Có hơi là lấy tiền, không có hơi dục lại. Hơi hết. Cứ bao vậy đi. Ờ. Xuống đây thử, con nào tuôn chụp giật thì sửa chụp giật lại cho, còn nó giật có hơi là lấy, tính tiền, còn không có hơi thì giật lại. Có hơi nè. Ờ, nó nhẹ quá ta. Có hơi hết. Chỉ mốt 1 cây nha bà con. Mà mốt mấy cây, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây. Chỉ mốt cái điều chỉ mốt 1 cây nha. Rảnh đường nước nè, cái này khỏi chế thì cực bà con, có chân trống luôn đã không? Có chân trống luôn nè. Khỏi chế thì cực khổ. Thôi đâu mà chế cái đi ruộng đồ sách đi sách đi về luôn. Tốc độ đó rảnh đường nước cũng mau lắm bà con cứ đẩy tè 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 là mau lắm. Thôi đâu mà chế gì cực khổ. Con chỉ mốt cây nha, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356207. Mới về bà con, hàng đẹp đẹp không? Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây nó rảnh đường nước. Chịu mốt 1 cây. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Hàng đẹp không bà con? Hàng đẹp đủ đồ không? Hàng này như nó chưa xài luôn. Quá đẹp. Trong giường trời. Và bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Bỏ chế cực khổ bà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Máy đánh rảnh đường nước mini. Chỉ mốt 1 cây, con này đẹp nè. Để còn mới chát, dày, cứng cáp. Con về xúc bình xăng nó chạy, nhầm con là đổ xăng chạy khỏi xúc. Mấy con mình xăng nằm dưới này tiện lắm bà con. Bà con không sợ hư do bơm, tiện con cái mấy con này xăng nằm dưới nè. Là chạy bằng chế nổi á, rất tiện, khỏi sợ khỏi bơm khỏi đồ, thời lâu khỏi sợ hư, khỏi sợ chai với con bơm nữa. Con nào mình xăng nằm dưới là ngon lắm nè. Xăng khỏi cần bơm, ti bơm là ngon á. Cứ mở xăng là chạy thôi. Đây, đa số là xài vậy. Khỏi con bơm, khỏi sợ không biết chạy nữa, cứ mở xăng này thì chạy thôi nè. Cứ mở khoang hết xăng thì chạy thôi. Trời này sướng cái gì. Xăng con là sướng gì, khỏi cần sợ chai do bơm. Cứ mở là chạy thôi không? Lên cứ mở là chạy thôi, ngon lành. Đa số bị xăng con không nghe. Con này xài là thiết thu luôn nè, khỏi sợ hư nè. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Máy nó rảnh đường nước mini. Khỏi chế cực khổ nè, thấy không? Ồ, làm cứng cáp tăng đưa rảnh lớn rảnh nhỏ được không bà con? Đẹp ghê không? Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Máy đánh rảnh đường nước mini. Chịu mốt con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.